Chào mừng các bạn đến với thế giới máy chế biến gỗ Quách Di. Hôm nay chúng tôi giới thiệu cho các bạn một cái loại máy có thể xẻ được các gỗ nan, gỗ tấm như thế này rộng bìa. Đó, đây là cái máy cưa rong nhiều lưỡi. Các bạn thấy nhìn qua cơ cấu là các bạn cũng rất dễ để vận hành. Đó, ở trên có dàn sensor để chĩa đèn xuống để chúng ta có thể canh tâm gỗ, và trên thân máy có nhiều lưỡi thước cử đó để chúng ta sẽ cắt ra cái sản phẩm phôi mà chúng ta cần mong muốn. Phía trong thì sẽ có nhiều bạ để canh và chim. Vì vậy chúng ta cần quy cách thế nào, chúng ta chỉ cần lắp lưỡi cưa rồi lắp cái cử bạ rồi lắp tiếp lưỡi cưa thứ hai là chúng ta đã có một kích thước gỗ cắt ra đúng như mong muốn. Đây, cái này là máy rong bìa nè, bỏ hai cái bìa chúng ta giữ lại phần gỗ hết sức là nhanh gọn và rất là ngọt, lưỡi cưa rồi rất là bén nha các bạn. Cần mua máy thì cứ liên hệ số hotline 0903600113 hoặc đến xem trực tiếp tại xưởng công ty Quốc Di tại địa chỉ 401 Tô Ngọc Vân, khu phố 1, phường Thạnh Xuân, quận 12. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.